sau 5 năm cống hiến, giờ tìm được công việc khác phù hợp hơn. Tôi viết đơn xin nghỉ nhưng chờ suốt 2 tháng chưa được duyệt đơn. Độc giả Lan Ngọc xếp tôi nói khi nào tìm được người thế chỗ, tôi mới được nghỉ. Giờ nếu tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ khó, có thể lấy được sổ bảo hiểm cùng tiền lương tháng cần nhất, có đúng không? Luật sư trả lời trường hợp thứ nhất, bạn có 5 năm làm việc. Nếu công ty ký 2 hợp đồng xác định thời hạn tối đa của loại hợp đồng này là 36 tháng, bạn là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn. Ở trường hợp này, với lý do tìm được việc khác phù hợp hơn, bạn viết đơn xin nghỉ là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bạn không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bạn phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước, phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động, Điều 43 Bộ Luật Lao động năm 2012. Trường hợp thứ hai, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, thì không cần lý do nhưng buộc phải báo trước ít nhất 45 ngày, Điều 37 Bộ Luật Lao động năm 2012. Với trường hợp này, lý do giờ tìm được việc khác phù hợp hơn nên viết đơn xin nghỉ, hay lý do khác trở nên không quan trọng, và cũng không cần sự đồng ý của người sử dụng lao động. Bạn chỉ tuân thủ thời hạn báo trước 45 ngày, thì được xác định đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật. Theo khoản 2 điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình. Ngoài ra, khoản 3 điều 47 Bộ Luật Lao động năm 2012 cũng có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Nếu xác định mình thuộc trường hợp thứ hai và công ty cố tình không cho đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để bảo vệ quyền lợi của mình, trước tiên bạn cần làm đơn phản ánh đến hòa giải viên lao động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi công ty đóng trụ sở. Trường hợp hòa giải không thành, bạn có thể khởi kiện công ty ra Tòa án Nhân dân nơi công ty đóng trụ sở theo quy định tại Điều 201 Bộ Luật Lao động năm 2012 để bảo vệ quyền lợi cho mình. Luật sư Quách Thành Lực, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LSX Les Block S. Oi.